3 tiếng dành cho quảng cáo. Cường Haki, chuyên cung cấp Haki câu cá, đập đá, bắt bọ, liên hệ Zalo 0829 tứ lục nhất, không lục cửu để được tư vấn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em xây một cái quán cà phê anh em nhé. Thì đầu tiên anh em vào cửa hàng nội thất và lấy cho mình cái ghế khối đen anh em nhé. Đây, ghế khối đen. Thì mình cũng lên mạng tìm được một số ý tưởng thì mình thấy cái ghế khối đen này nó thích hợp với cái việc mà chúng ta xây vách tường làm quán cà phê anh em. Đấy, quá đẹp. Thì anh em sẽ lấy thêm cho mình cái khối màu tím anh em nhé. Thì ở đây về kích thước quán cà phê thì tùy theo anh em muốn nó to hay nhỏ thôi. Thì anh em sẽ xếp nó như thế nào. Thì ở đây mình sẽ xếp cách tường khoảng 5 khối anh em nhé. Tính luôn cả cái khối gỗ ấy. Đấy. Thì đây là cái độ rộng của cái quán cà phê. Đó. Thì mình cho nó khoảng tầm 5 khối. Đấy, thì bên cái phần ga vào thì anh em cũng vậy, cũng tính cái cửa nó nằm ở chỗ nào thì tùy anh em muốn đặt thôi. Tiếp theo mình sẽ lấy thêm cái vách ngăn lưới gỗ anh em nhé. Mình để sát tường và xoay nó hơi xéo một tí để mình tạo thành hình cái máy. Thì đây là lần đầu tiên mình tự làm một cái quán cà phê nên cũng gọi là hơi lòng ngọng một tí anh em nhé. Đấy, anh em cứ để sát tường rồi xây như thế này thôi. Đó. Là sẽ ra được một cái máy giả anh em nhé. Đấy, mình thấy nhiều bạn trên YouTube cũng hướng dẫn làm cái vụ này lắm. Thì đây là cái quán cà phê đầu tiên của mình nên mình cũng muốn lưu lại nó trên YouTube anh em nhé. Đấy, thì cứ xây dài nó ra thôi. Rồi, ở cái phần đối diện của vách tường thì mình cũng xây thêm một cái mái giả từ trong vách tường đi ra để làm một cái góc bo công cho quán cà phê anh em nhé. À, hình như mình đặt hơi cao anh em à. Cái này chắc phải hạ tí ấy. Ok, sau khi hạ tí thì mình thấy nó chưa có giao nhau anh em nhé, nó hở nhiều quá. Nên mình quyết định là sẽ nối dài ra. Đó, mở rộng quán cà phê ra tí, mình sẽ nối dài ra tí. Đấy, thì bây giờ anh em thấy nó đã cắt nhau rồi. Cho dài ra tí nữa đi mà, thêm tí nữa là đẹp. Đấy, ok rồi anh em nhé. Thế thì cái quán cà phê mình cũng sẽ cho nó rộng ra một tí nữa. Đấy, thêm một khối nữa là đẹp anh em nhé. Đây, chỗ này mình thêm một khối nữa. Đấy, cho nó rộng ra thêm một viên nữa. Rồi, tiếp theo mình sẽ đặt cái khối màu tím lên để cho nó làm thành một cái cột anh em nhé. Đấy, làm cho thành cột của quán. Phần đối diện bên kia mình nghĩ là chắc cũng sẽ làm thêm một cái cột. Thì ban đầu mình định đặt như này nè anh em, cho nó có gì đó nó lạ lạ. Nhưng mà mình thấy thôi, mình sẽ bo góc anh em nhé. Mình sẽ không đặt cái kiểu mà xéo 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 đâu. Đấy, mình sẽ đặt vào cái góc luôn. Hơi rộng. Rồi, đúng rồi, đặt vị trí này là đẹp. Rồi, mình sẽ chỉnh như vị trí này anh em nhé. Ở bên cột bên kia mình cũng sẽ chỉnh như vậy luôn. Đấy, chỗ này mình cũng sửa lại y chang bên kia, nhưng mà đối xứng. Đấy, quán cà phê có nét rồi đấy anh em. Tiếp theo mình vào cửa hàng lấy thêm một cái thực đơn quán cà phê để nhìn cho nó ra dáng quán cà phê trước anh em nhé. Đấy, để vào là thấy có dáng quán cà phê liền. Rồi anh em vào mục yêu thích rồi tìm một bếp gì đấy. Anh em lấy ra thêm những cái dụng cụ nhà bếp mà mình cần anh em nhé. Đấy, ở đây là mình sẽ lấy một số bếp nướng các thứ. Đó, cái đó thì tùy anh em muốn đặt gì vào đây thôi. Mình cũng sẽ đặt thêm một cái tủ lạnh. Mình thấy có quán máy pha cà phê nữa kìa. Có cái lò nướng cũng hay đấy, tí mình sẽ đặt nó vào sau. Một cái bếp từ ấy. Cái đó là gọi là lò vi sóng nha. Bây giờ mình đặt tủ lạnh vào trước nha. Đấy, cái phần nội thất của bếp thì tùy anh em chỉnh thôi nha anh em nhé. Tùy anh em sở thích anh em là muốn đặt cái gì vào. Thì mình sẽ đặt một số thứ cơ bản thôi cho một cái quán cà phê bánh mini của mình. Cái này là máy làm kem nhà hàng à. Cũng được. Này
máy hay xúc xích, thôi không cần đâu. Rồi mình đặt vào quán thôi. Cái này mình sẽ đặt bên này. Xích trong tí không nhỉ? Ôi đẹp rồi đấy. Này là máy cà phê à? Mình đặt đây luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ làm đèn anh em nhé. Mình sẽ dùng đèn nhánh cây để lên cái phần máy cho nó có một tí ánh sáng. Thì mình sẽ xếp một số bẫy cá vào đây để mình dán cái phần đèn nhánh cây vào, đèn dây leo vào cho nó không bị lỗi anh em nhé. Đây, đây là cái chip mình thấy trên mạng anh em cũng nhiều anh em xài để đặt vật phẩm rồi nó lên mặt một cái mặt phẳng ở xa thôi. Đấy. Thì thôi cứ đặt vậy là đẹp anh em nhé. Cứ đặt kiểu đơn giản vậy thôi. Mình lười chỉnh lại, lười chỉnh cho nó nằm ẩn vô trong cái máy tí. Nhưng mà vẫn đẹp anh em nhé, vẫn đẹp. Xuống tí nha. Rồi, ngon rồi. Ngon rồi đó anh em. Rồi tiếp theo mình cắt mấy cái bể cá vào thôi. Đấy, gà dán quán rồi đó anh em. Rồi chỗ này thì mình sẽ chế một tí, mình sẽ làm một cái máy giả ở đây, làm một cái vách ngăn với một cái máy giả ở đây anh em nhé, làm thêm một cái máy tầng thứ hai. Rồi ở đây thì mình về nó vô rồi mình xoay thôi. Đấy, ban đầu mình đặt như vậy nhưng mà nhìn nó phèn quá nên mình muốn làm luôn một cái tầng máy giả thứ hai. Ê, xây nhập xây trên mới đúng rồi. Đấy anh em thấy không, nghe cái máy giả thứ hai rồi đấy. Nhìn nó lạ lạ đó nữa. Rồi đặt này xích vô tí. Rồi đẹp rồi đó nữa. Cái máy giả thứ hai. Rồi ở trên đây thì mình sẽ vào kho đồ của mình lấy thêm cái máy pha cà phê vàng này nữa. Anh em hãy ra cửa hàng chế tác, anh em chế tác cũng được, hoặc là anh em mua trực tiếp trong này luôn. Rồi lấy một cái tủ trưng bày bánh ngọt ra. Cái này là mình mua anh em nhé. Đấy, trên bàn này mình sẽ để một cái quầy tính tiền nhà hàng. Rồi để thêm đồ uống rồi trên đây nhờ. Đấy thì ở trên bàn thì tùy anh muốn trang trí như thế nào thôi. Mình thì trang trí chuẩn một cái quán cà phê mini luôn. Rồi đặt ghế ra. Mình muốn ở phía trước này sẽ có khoảng một vài cái ghế để khách ngồi uống, kiểu ngồi ngay quầy luôn ấy nè. Để vào. Ồ, ngon đấy. Gà dán cà phê rồi anh em à. Ui, nãy giờ cái quán cũng 90 mấy ngàn rồi đấy em. Mình chạy ra ngoài lấy thêm một số đồ anh em nhé. Một số đồ mình chế tác đang chuẩn bị cho cái quán của mình từ lâu rồi á. Chẳng hạn như là đây, máy pha chế nước ngọt nè. Ở khi nó nằm một số món nằm trong cửa hàng chế tác, anh em có thể chế tác trong đó. Chỗ này chắc mình nghĩ chắc phải quay ra ngoài anh em nhỉ. Quay ngoài để cho khách ai muốn lấy đồ uống nhanh ấy, người ta lại đây người ta tự lấy luôn. Đấy. Ngon, gà dán ơi. Tiếp theo mình sẽ đặt một cái lỗ thông hơi lên đường cho nó khoáng cái quán mình tí, cho nó rồ tí anh em. Đây, đặt lên góc. Đấy, gà dán một cái quán cà phê liền. Đặt thêm một cái radio nữa. Lên đây, đặt lên bàn, hợp lý luôn. Rồi, đặt thêm hai cái máy chơi game vào đây cho nó mang một tí phong cách retro một tí. Đấy, tắt đèn khi cũng giao gì đấy. Rồi ở đây thì mình sẽ đặt một cái dãy ghế để mình để phải gọi là sao ta, đặt một dãy ghế là phục vụ cà phê cho anh em. Thì ở đây là sẽ là phần bên dạng của gia đình anh em nhé. Gia đình thì sẽ vào đây. Cái phần ghế này là khu vực dành cho gia đình đi 4 người hoặc là đi team bạn bè 4 người 5 người thì vào trong cái phần ghế này. Đấy thì mình cũng sử dụng một số ánh đèn trang trí đèn neon rồi bình thường anh em, cái này mình tìm trong cửa hàng có hết đấy. Rồi như gì là thấy chuẩn rồi đó anh em. Ngon rồi đấy. Rồi anh em ở đây mình có chỉnh một tí anh em nhé. Mình sẽ để một cái tivi vô trong cái bảng cà phê lúc nãy, còn cái bảng cà phê thì mình đã đem lên trên nóc rồi. Đấy anh em thấy sao cái quán cà phê này như thế nào. Thì mình sắp tới mình cũng sẽ làm thêm một cái dãy ghế dành cho những bạn đi cặp đôi ở ngoài chỗ này nữa nè.
thì mình sẽ lên thêm một cái video tiếp theo cho anh em xem cái quán nó như thế nào anh em nhé. Còn bây giờ thì chào và chúc anh em thành công nhé. Bye bye. Nếu các bạn thấy clip hay và hữu ích thì đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Cảm ơn anh em. Chúc anh em thành công.